xin chào các bạn trở lại với kênh Net Media CCTV chuyên mục kiến thức máy tính thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái phần mềm dọn dẹp rác rến trên máy tính làm cho máy tính chúng ta chạy khá nhanh hơn thì bạn nhìn lên cái màn hình desktop đây là cái phần mềm đó là các bạn phần mềm Aca à, cái phần mềm này mình đã dùng khá khá lâu rồi từ lúc còn Windows XP cho đến hiện nay thì nó đã lên cái phiên bản rất cao để sử dụng được cho Windows 10. Hôm nay mình cũng cài lại để sử dụng và tiện thể này chia sẻ cho các bạn cùng cùng nhau sử dụng. Thì như các bạn đã biết, máy tính của chúng ta khi xài một khoảng thời gian thì nó sẽ có nhiều vấn đề xảy ra mà cái vấn đề là càng ngày ta thấy máy của chúng ta chạy chậm hơn. Thì lý do ở đâu nó chạy chậm thì theo mình được biết á nó có rất là nhiều nguyên nhân nhưng mà mình xét trên cái khía cạnh quét rác hôm nay á thì mình có mấy cái 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 điểm lúi do cái hệ thống máy tính chúng ta xài nhiều phần mềm thì những cái phần mềm nó có thể tạo lên những cái file tạm file đệm thì những cái file tạm đó càng ngày nó sẽ càng nhiều lên theo thời gian và theo số số lượng phần mềm của chúng ta sử dụng ví dụ như các bạn nhìn ra đây đây là file tạm chỉ có một số ngày thôi mà nó sinh ra rất là nhiều file mình đã xóa rất là nhiều rồi đó. nhìn vô đây là khoảng 331 file đó các bạn đây là file tạm thì những cái file tạm này nó có thể mất đi hoặc là nó vẫn còn ở lại hoài khi mà chúng ta không còn sử dụng đến cái phần mềm đó nữa thì nó vẫn còn ở đây đó thì nó làm cho hệ thống máy của chúng ta ngày càng phình lên phình lên và nó sẽ góp phần làm máy chạy chậm cái thứ hai nữa là registry khi các bạn cài đặt một cái phần mềm vào wow, cái hệ thống máy tính của các bạn sử dụng thì sẽ có một cái file đăng ký trong registry các bạn nhìn trên cái cái hình ảnh máy tính nè đối với cái registry đó thì phần mềm đây nó sẽ sinh ra rất là nhiều cái file để nó đăng ký cho cái máy của chúng ta sử dụng đó nếu các bạn xài càng nhiều phần mềm thì cái registry nó sẽ càng càng lớn nhưng có một điều là khi các bạn xóa bỏ phần mềm đi không sử dụng phần mềm nó nữa, nữa thì đôi lúc những cái file được đăng ký trong registry đó nó sẽ không tự động xóa hết thì nó làm cho càng ngày cái registry của chúng ta càng nặng lên thì góp phần làm cho máy chúng ta cũng làm chạy chậm đi mà có những cái registry nó bị lỗi thì nó cũng góp phần làm cho máy chúng ta chạy chậm đi cái cái điểm nữa là những cái sức khách những cái đường dẫn linh dẫn những cái linh có cái đuôi chấm là nk những cái sách khách mà chúng ta không xài đến nữa mà chúng ta xóa không triệt để thì trên hệ thống của chúng ta nó cũng còn rất là nhiều cái những cái file đó thì càng ngày nó càng nhiều thì máy chúng ta cũng chạy chậm đi và cái phần là trình duyệt web đó cái history của nó khi chúng ta trình duyệt web chúng ta mà lướt web càng ngày càng lâu thì cái history của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn thì đó cũng là một cái vấn đề làm cho máy chúng ta chạy chậm đi như vậy ở trên là những cái vấn đề góp phần làm cho máy chúng ta chạy chậm mà cái phần mềm dọn rác ICA này nó có khả năng giúp chúng ta thực hiện một cách dễ dàng đối với những người không chuyên bạn nhìn lên màn hình đây là một cái phần mềm và cái mục lên up là cái mục này làm cho máy xóa những cái file mà không cần thiết thì ở trong này nó có bốn mục này các bạn. Đó. Ngoài ra nó còn những cái khác nữa, optimize mấy cái phần mềm này chúng ta không xài thì chúng ta cũng không cần đi lắm, chúng ta chỉ để lấy cái dòng lên up này thôi. thì cái dòng đầu tiên là remote trên file đó là chúng ta sẽ xóa bỏ những cái file không cần thiết từ ổ đĩa đó và lấy lại ổ trống của ổ đĩa rất là dễ các bạn các bạn nhấp vô nó xong các bạn muốn chọn cái ổ đĩa nào để nó đi tết thì các bạn chọn ổ đó như mình chọn ổ d chẳng hạn mình scan đó. nó sẽ chạy khi mà nó tìm ra những cái file không cần thiết đó thì nó sẽ báo lên đây thì nó kiểm tra toàn bộ thì nó báo khấm lịch thì chúng ta xóa những cái file đó ok các bạn thấy nó quét không nó quét hiện quét là mười mấy ngàn file nó tìm ra được là càng nhiều thằng file lên là không cần thiết nữa rất là nhiều file chúng ta không sử dụng đến nữa mà nó nó còn tồn tại trên cái hệ thống máy chúng ta này, dĩ nhiên là làm cho máy chúng ta chạy y ạch là cái chuyện đương nhiên thôi mà cái hay của cái phần mềm ICE này á, nó chỉ xóa những cái file không cần thiết không ảnh hưởng đến hệ thống của chúng ta nên là rất an toàn các bạn và nó có cho chúng ta cái mục backup backup trở lại khi chúng ta cấu hình đó, nó có cho mục backup nếu như mà lỡ số có lỗi đó, thì chúng ta bắt up lại cho nó được bình thường đó bây giờ là nó tìm ra được bao nhiêu file này nè chúng ta xóa bỏ thôi đó. rất tiện lợi hai trăm mấy mê đi chứ đâu có nhỏ đâu mà quan trọng thì nó, nó giải phóng được những cái file tạm để cho máy chạy trơn tru hơn quá nhiều quá nhiều rắc đến máy của của mình mà mới quét có một ổ đê thôi nha nhá Thì máy mình cũng lâu lắm rồi không có dọn dẹp nè xong như vậy cái mục đầu tiên là khó xóa những file không cần thiết cái mục thứ hai là dọn dẹp hệ thống registry đó cái mục này nó cũng rất rất là ok luôn xài sử dụng rất là dễ các bạn bằng chỉ cần click vô đó bằng scan và nó tự động nó tìm thôi. Nó tự động nó tìm những cái vấn đề nào có bị lỗi, registry bị lỗi hoặc là registry không còn sử dụng đến nữa thì nó sẽ liệt kê qua đây. Nó liệt kê qua cái cái khung này và chúng ta chỉ việc xóa và cái phần mềm này nó có đăng ký nha các bạn đăng ký khi của nó Để tiêu thì đây là có khi luôn có khi để active tiêu chứ không phải là phần mềm bẻ rắc cho nên các bạn an tâm khi tải cái gói này về bạn quét virus nó vẫn không có bởi vì đây là mình mà mình tải chính thống các bạn cho nên nó không có virus trên cái file tải quay cài đặt bạn sẽ có thể sử dụng cái thằng Defender của Windows 10 các bạn quét thử cái thằng Defender đó các bạn nó rất là hữu hiệu nha cái thằng này nè Để tiện thể mình nói luôn đó, cái thằng Defender này nè nó rất là hữu hiệu thì bạn có những cái phần mềm nào lậu rắc đẩy vô là nó phát hiện hết các bạn rồi bây giờ nó quét xong nó hỏi mình có remote những cái lỗi này không thì nó tìm ra được một số lỗi của của, của registry, ok đó thôi rồi cái thứ ba nữa là số history history của browser và program luôn và chúng ta click vào thì ở đây nó liệt kê ra history của start menu history của window của login của các trình duyệt web thì nếu như chúng ta muốn xóa history nào thì chúng ta check vào history đó Hoặc bỏ check đó, thì nó sẽ không xóa history đó Thì ở đây mình không muốn xóa của thằng Trơm, thằng Whitepock thằng Rorem đó. đó mình không muốn xóa nhiều đó thì mình xóa nhiều đây ở đây nó có nhiều cái thuộc tính nữa nè các bạn nhìn và các bạn có thể làm quen với nó ok IQ man. nó nó bắt đầu dọn dẹp cái stamina Đó. history đã xóa xong ok mình mới xóa rồi nên bây giờ nó không còn gì hết cái thứ ba là pick invalid socket có nghĩa là chỉnh sửa lại những cái lỗi ở trong cái star menu hoặc cái desktop socket của chúng ta bị lỗi thì nó sẽ chỉnh sửa lại nó pick lại thì nó cũng rất là ok luôn scan các bạn chỉ cần nhấn vô và scan nhấn vô scan xong xóa bình thường các bạn nhìn ở dưới là những cái file nó scan rất là nhiều khoai à, có nhiều đây là những cái sức này chúng ta không còn xài nhưng mà cái cái đường link lnk nó vẫn còn cho nên là nó báo chúng ta xóa luôn ok như vậy là chúng ta đã sử dụng bốn chức năng của cái phần mềm dọn rác AC này để chúng ta dọn dẹp máy tính của chúng ta mà mình sẽ bảo đảm các bạn khi các bạn dọn dẹp xong máy của các bạn sẽ chạy nhanh lên thấy rõ luôn rồi bây giờ là cái 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 phần mà sử dụng đã xong bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn đến cái phần cài đặt cho các bạn nha thì ở đây do mình cài rồi cho nên mình sẽ gỡ bỏ nó ra mình gỡ bỏ mình cài lại cho các bạn thấy rõ Unison nè À, này các bạn các phiên bản mình vừa cài ngày hôm nay luôn ngày 6 tháng4 luôn ở dưới này ngày 6 tháng4 nè phiên bản 6. 2.0 mình xóa nó đi gìò on bắt up luôn rồi ừ, ok mình sẽ cài lại Như trong đây mình có một cái bảng nữa rồi cho nên mình cài lại thôi đây mình ách chắc ra khi các bạn tải cái file, cái file mình cung cấp về thì ở trong ruột nó có hai file một file cài và một một cái cái file điện khi phải cài mình double click vô mình cài bình thường ok next Net Net chỉ cần nét, 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 nét Net, 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 net thì các bạn nó cài rất là nhanh, không gì khó. Rồi, Net vô đây cho nó chạy chương trình luôn. Phoenix. Nè, khi bạn cài xong thì nó hỏi bạn có read một system ok à, ở đây mình đã cài mình ắt tiêu nó rồi nên nó không có có hỏi lại cái ắt tiêu nha các bạn nhưng mà khi các bạn cài lần đầu tiên á thì nó sẽ đòi các bạn ắt tiêu thì ắt tiêu nó nó vực lên cái màn hình là bạn điền cái key vô đây cái nem thì bạn copy cái name này khi bản biên chấm vn này bạn bát cho cái name cái series thì bạn lấy cái series này bằng bắt giao và bạn ok thì bảo đảm nó sẽ active tiêu được nha các bạn rồi thì đến đây cái video của mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái phần mềm quét rác thì cái link tải thì mình sẽ để bên dưới cái video chúc các bạn là thành công tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo